Hey. Bạn muốn mua gì thì cứ đến 24 giờ store mà lựa đi, là iPhone, là iPad hay là Xiaomi. Bạn muốn mua gì thì cứ đến 24 giờ store mà lựa đi, là iPhone, là iPad hay là Xiaomi. Nào ta cùng selfie, cầm điện thoại tại cửa hàng lên đi, mua liền tay không phải gì phải nghĩ, việc của mình là phải thật sexy, sexy đã có 24 giờ store. Sexy, đã có 24 giờ store.